chào tất cả mọi người, nay chúng ta tiếp tục tập 16. Bộ truyện Chân Linh Cửu Biến Nha, dịch giả Titan, hai phái đại chiến nổ ra, bổn phái chú đảo đệ tử nếu thấy chuyện không thể làm, thì nhanh chóng trở về Huyền Kỳ đảo đợi lệnh. Lục Bình nhìn truyền âm pháp kiếm trong tay, âm thầm suy tư, xem ra hai phái đại chiến sắp tới rồi. Hơn nữa, Huyền Linh phải lần này 89/10 là thế tới hung hung. Nếu không Lưu Thiên Trường tuyệt sẽ không phát ra mệnh lệnh như vậy. Xem ra, bổn phái ở trong Huyền Linh phái tin tức hết sức linh thông a. Lục Bình đem pháp kiếm hồi phục, sau đó liền trở lại phòng tu luyện, nhìn trong tay hai chữ vật đại lấy từ trên người của Huyền Linh phái luyện huyết kỳ đệ tử. Lục Bình không khỏi cười khổ một tiếng. Không phải là tất cả luyện huyết kỳ đệ tử cũng có thể giống như bản thân hắn có thể có mấy ngàn linh thạch tài sản. Lục Bình đem 500 linh thạch trong đó bỏ vào trong chữ vật đại của hắn, lại đem một ít trăm năm linh dược chỉnh lý lại. Một món trung cấp pháp khí cùng ba món cấp thấp pháp khí để qua một bên, còn dư lại chính là một ít cấp thấp linh tài, còn có mấy bình tinh huyết đan. Bình tâm mà nói, hai tên Huyền Linh pháp luyện huyết hậu kỳ đệ tử bình thường có tài sản so sánh với Chân Linh phái đồng cấp đệ tử bình thường còn là phong phú một chút. Dù sao Huyền Linh phải làm Bắc Hải Liên minh đại phái đứng đầu đã gần 2-3 ngàn năm lịch sử, tích lũy tài phú không phải là Chân Linh phái có thể so sánh được. Chẳng qua là 2 ngày sau, Lục Bình lại nhận được Lưu Tiên Trường truyền âm pháp kiếm nữa. Lần này ông ta là đơn độc truyền cho Lục Bình. Ngày hôm trước Huyền Linh phái Tuần Hải đệ tử bị giết, địa điểm gần Hoàng Ly đảo hải vực, cần phòng ngừa Huyền Linh phái lung tung trả thù. Lục Bình trong lòng tự nhiên cảm động. Lưu Thiên Trường là một người trong nóng ngoài lạnh, đem Lục Bình chân chính làm thành đệ tử đối đãi. Bất quá sát hại Huyền Linh phái đệ tử hung thủ chính là bản thân hắn, Lục Bình trong lòng kinh dị cho bổn phái tin tức truyền đi mau lẹ như vậy, xem ra bốn phái ở Huyền Linh phải có nội gián không phải số ít. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bắc Hải hải vực bình tĩnh trở lại, song phương phảng phất bất chợt yên kỳ thức cổ vậy. Nhưng Huyền Kỳ đảo phủ cận hải vực tu sĩ lại cảm giác được một loại khí tức đại chiến sắp tới trong sự bình tĩnh quỷ dị này. Lục Bình thừa dịp đoạn thời khắc bình tĩnh khẩn trương tu luyện. Đồng thời, hắn bắt đầu thử luyện chế dung huyết kỳ phù lục. Tiến vào dung huyết kỳ, bởi vì thần thức xuất hiện, chế phù sử dụng kia giờ đã không có chỗ dùng. Cũng may những tiểu xảo này đã giúp Lục Bình chuẩn bị tốt cơ sở vững vàng. Luyện chế dung huyết kỳ phù lục, đầu tiên phù chỉ yêu cầu tối thiểu chính là gia yêu thú ở luyện huyết hậu kỳ, hoặc là phù chỉ chế luyện từ linh tài tương đương. Chấm, tiếp theo đó chính là linh mạch phải dùng máu của dung huyết kỳ yêu thú hoặc là linh dịch ngang hàng phối trí lại. Và phải cần có phù bút đạt yêu cầu, nhất định phải đạt tới dung huyết kỳ nữa. Cũng may Lục Bình sớm có chuẩn bị, trên tay của hắn chẳng những có một tấm da quái ngư luyện huyết hậu kỳ hoàn chỉnh, còn có một cái da của dung huyết kỳ bích hải linh xà cũng có thể dùng để làm phù trì. Linh mục thì có thể dùng xà huyết lần đầu tiên chém chết bích hải linh xà, lần đó Lục Bình thu góp linh huyết gần đây 1/10 bình ngọc pháp khí của hắn, ước chừng 30 cân nặng. Lục Bình vẫn còn phù bút trong lần đầu giá trước mua do dung huyết tầng 3 ngân nguyệt thỏ mao chế thành. Chuẩn bị xong, Lục Bình đem quái ngư yêu thú chế thành 10 tờ phù trì. Thứ đầu tiên phải làm chính là ẩn thân phù. Hôm nay ở cửa động linh xà xào huyệt, hắn không ngờ để cho một con luyện huyết kỳ yêu thú khám phá được hành tung. Điều này làm cho Lục Bình cảm giác quá mức mất thể diện. Do đó, hắn chế luyện tờ dòng huyết phù lục thứ nhất chính là ẩn thân phù. Dòng huyết phù lục so với luyện huyết phù lục luyện chế trình tự hạn chế rất nhiều, mặc dù Lục Bình thần thức cường đại, cơ hồ cùng dung huyết tầng 2 tu sĩ tương đương. Nhưng liên tiếp 4 tờ phù chỉ đều bị hư. Cho đến khi luyện chế tờ thứ 6 phù lục, không ngừng tổng kết kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại, rốt cục luyện chế thành một tờ ẩn thân phù, nhưng phía trên chớp động linh quang hơi yếu. Để cho Lục Bình hoài nghi tờ phù lục này nếu là thi triển ra, có thể chống đỡ quá nửa nén hương thời gian là cùng. Còn dư lại 4 tờ phù lục, Lục Bình lại chế thành một tờ ẩn thân phù, phía trên linh quang hơi nồng hậu một chút. Lục Bình suy đoán có thể sử dụng thời gian một nén nhang. Bích Hải Linh xà ra chế thành 40 tờ phù chỉ. Dù sao nó cũng dung huyết kỳ yêu thú,
hơn nữa hình thể cực lớn, chế thành phù chỉ chất lượng vượt xa ra quái ngô. Lục Bình vốn không định dùng những thứ này làm thượng tầng phù chỉ, mà là muốn học theo những tán tu kia ở yêu tộc hải vực phủ cận săn giết luyện huyết kỳ yêu thú. Dùng ra chúng chế thành phù chỉ, đem bản thân hắn luyện chế dòng huyết phù lục tài nghệ thăng cấp. Nhưng thế cục bây giờ hiên nhiên khiến cho Lục Bình bỏ qua loại ý nghĩ này. Có lẽ chính vì phù chỉ chất lượng, dùng ra rắn chế thành ẩn thân phù, 10 tự thành công 3 tờ, hơn nữa mỗi tờ phù lục sử dụng thời gian cũng dài hơn so với trước. Còn dư lại phù chỉ tự nhiên không thể nào toàn bộ chế thành ẩn thân phù, Lục Bình đem một loại chế thành thủy độn phù. Đây là thủ đào đào mệnh, mai 10 tờ phù chỉ chế thành công 4 tờ, còn dư lại 20 tờ chế thành thủy thuần phù. Lục Bình sau khi tu luyện, kinh đào quyết, một thân pháp lực biến thành thuần thủy hệ pháp lực, như vậy hắn ban đầu thường dùng phòng thủ pháp khí thạch tháp, bởi vì là thổ trúc tính, đã không thể hoàn toàn phát huy tác dụng của nó nữa. Mặc dù uy lực vẫn như cũ so với luyện huyết kỳ thi triển mạnh mẽ gấp mấy lần, nhưng đối mặt địch nhân cũng từ luyện huyết kỳ biến thành dung huyết kỳ, có vẻ không thích hợp nữa. Thủy thuần phù cuối cùng chế thành 5 tờ, lúc này đã 10 ngày trôi qua, dung huyết kỳ phù lục luyện chế độ khó lớn hơn nhiều. Lục Bình mỗi ngày luyện chế 5 tờ hao tốn đại lượng thời gian cùng pháp lực, tự nhiên không chịu làm nhiều. Bởi vì hắn mỗi ngày còn phải tốn phí đại lượng thời gian học tập luyện đan. Lục Bình sở dĩ bằng thủy trúc tính pháp lực mà vẫn kiên trì học tập luyện đan, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì đối với đan dược nhu cầu, mà là bởi vì ở trong Thịnh Đào Đan Kinh, đan sư Thịnh Đào nói ra một loại phương thức. Ở trong Đan Kinh, Thịnh Đào cho là không phải chỉ có mộc hỏa song trúc tính tu sĩ mới có thể trở thành cao cấp đan sư, mà nguyên nhân nằm ở thần thức. Thường đan sư luyện đan thần thức chủ yếu là giám thị tình cảnh đan dược luyện chế trong lò luyện đan, lấy hỏa trúc tính khống chế hỏa hầu, lấy mộc trúc tính giám thị linh dược dược tính biến hóa. Nhưng Thịnh Đào lại cho là nếu một tu sĩ thần thức đủ cường đại, hoàn toàn có thể dùng thần thức thay thế những công năng này. Tỷ như, dùng thần thức khống chế hỏa hầu, dùng thần thức tới nắm bắt linh dược dược tính biến hóa vân vân. Ý nghĩ này cũng không phải là Thịnh Đào đan sư độc chế. Tu luyện giới đan sư đều thừa nhận thần thức cường đại đối với luyện đan có trợ giúp. Trong đan sư cũng có người không là mộc hỏa trúc tính. Nhưng những đan sư này tiêu chuẩn luyện đan thường thường đều là thấp nhất. Đan sư cấp bậc thường chia làm 5 giai đoạn, luyện đan đồng tử, học đồ, đan sư, cao cấp đan sư, tông sư. Chấm, yếu tố đan sư phần nhiều là do mộc hỏa trúc tính tu sĩ chiếm cứ. Và không phải là mộc hỏa trúc tính đan sư cho dù thần thức cường đại hơn người, cũng chỉ có thể là một bình thường đan sư. Mấu chốt của vấn đề chính là Lục Bình thần thức không phải là thiên phú cường đại, mà là thiên phú cường đại đến ngoài. Hạng, khi chưa hề tu luyện bất kỳ thần thức công pháp giúp nó lớn mạnh nào, thần thức của hắn đã gấp 2 người thường. Đây chính là điều mà Lục Bình muốn trở thành đan sư, thậm chí muốn trở thành đan sư so với bình thường đan sư còn tốt hơn. Sự thật phảng phất nghiệm chúng ở Lục Bình luyện chế lò đan dược dung huyết kỳ thứ nhất. Lúc hắn ở luyện huyết kỳ, đã nếm thử quá trình luyện chế luyện huyết trung kỳ đan dược. Hơn nữa trong tình huống đại lượng linh dược chất đống, đã đem tỷ lệ thành công ổn định ở 2-3/10. Nhưng dưới sự giúp đỡ của thần thức, lò thứ nhất luyện huyết trung kỳ sử dụng tịnh huyết đan liền đạt tới 4 tầng thành đan tỷ suất. Điều này làm cho Lục Bình mừng rỡ vạn phần. Lục Bình nhìn 4 viên tịnh huyết đan trong lò luyện đan, trong lòng kích động, chỉ cần đạt tới 5 phần thành đan tỷ suất, bản thân hắn có thể thử luyện chế luyện huyết kỳ hậu kỳ đan dược. Trong sự hưng phấn, Lục Bình nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu quá trình tập luyện luyện đan. Luyện huyết trung kỳ đan dược luyện chế thời gian ước chừng 2 ngày. Cái này chủ yếu là bởi vì thiên địa linh vật trong tay Lục Bình huyền cấp thượng phẩm lam linh hỏa cường đại công hiệu cùng trung cấp pháp khí luyện đan lỗ trợ giúp, cuối cùng còn là đan sư Thịnh Đào di trạch. Thời gian kế tiếp, Lục Bình trên căn bản mỗi luyện một lò đan dược liền nghỉ ngơi một ngày. Cứ tần số như vậy hắn một mực luyện chế tình huyết đan. 2 tháng luyện được 20 lò đan dược, Lục Bình rốt cục đem tỷ suất thành đan ổn định ở 4 thành. Trong luyện đan,
Sau khi luyện chế thành công lò đầu tiên, luyện đan sư bắt đầu tính tới hiệu suất thành đan, trong đó một lò tới đa cho ra 10 viên, chứa thành một bình. Nhưng những luyện đan sư mới đầu giỏi lắm chỉ luyện được 1-2 thành, tức 1-2 viên một lò, lâu dần quen thành thục mới tăng tỷ suất này lên, chuyện này muốn gấp cũng không được. 20 lò đan dược này đã khiến linh dược trong tay của Lục Bình dùng luyện chế tình huyết đan không còn gì. Lục Bình không thể tự tiện rời bỏ chức trách đi phường thị thu mua linh dược. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành thử luyện chế tinh huyết đan luyện huyết hậu kỳ sử dụng. Lò đan dược thứ nhất suýt nữa để cho Lục Bình phát điên. Nhìn trong lò luyện đan chỉ có chừng một viên tinh huyết đan cùng các tro than của thuốc luyện hỏng chung quanh, Lục Bình khóc không ra nước mắt. Bản thân hắn chỉ thu góp 15 lò tinh huyết đan linh dược, cộng thêm 20 lò tinh huyết đan linh dược, tốn hơn 1000 linh thạch, lại chỉ ra kết quả như vậy. Lục Bình khó tránh khỏi có chút tâm hồi ý lạnh. Cũng may sau đó 14 lò đan, Lục Bình đem tỷ suất xuất hiện đan giữ vững ở 3 phần 10, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Một lò linh dược ra 10 viên đan dược, đây là luyện đan giới quyết định tiêu chuẩn. Thật ra thì cao minh luyện đan sư thường thường có thể luyện chế ra 10 viên trở lên. Lục Bình thành đan tỷ suất thấp như vậy, dĩ nhiên khó có thể tiếp nhận. Cũng may, hắn hiểu luyện đan vốn là một nghề nghiệp đốt linh thạch lâu dài, huống chi thiên phú của bản thân hắn không so được với người khác. Một ngày đó, Lục Bình đang ở trong linh thú phòng quan sát 3 bích hải linh xà noãn mang về. 3 linh xà noãn bị Lục Bình đợi khi tới Hoàng Ly Đảo, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bởi vì Lục Bình không ngừng dùng pháp lực ấp trứng, sinh cơ trong trứng càng phát cường thịnh, xem ra cách ngày nở đã không xa. Đang lúc ấy, Lục Bình sắc mặt chợt biến, đột nhiên xoay người nhìn về phía bên ngoài động phủ. Mới vừa rồi bên ngoài động phủ, trận pháp bố trí bị xúc động, có người xâm nhập vào Hoàng Ly Đảo. Lúc này, còn có thể là tu sĩ nhà nào xông tới chứ? Xem ra hai phái đại chiến đã bắt đầu. Xâm nhập vào Hoàng Ly Đảo chính là hai tên dung huyết kỳ tu sĩ của Huyền Linh Phái. Huyền Linh Phái phái ra đệ tử tiêu diệt chú đảo tu sĩ của Chân Linh Phái trên các phi hình đảo gần Huyền Kỳ Đảo. Căn cứ tình báo, Hoàng Ly Đảo chú đảo tu sĩ tu vi đã đạt đến dung huyết kỳ. Vì bảo hiểm lý do, Huyền Linh Phái phái hai tên dung huyết kỳ nội môn đệ tử tới trước đánh chết Lục Bình. Lục Bình đứng trước động phủ, nhìn hai tên tu sĩ đi tới. Huyền Linh Phái hai người vốn cho là Lục Bình thấy bọn họ nhất định sẽ chạy trốn. Vì vậy, hai người len lén lẻn vào Hoàng Ly Đảo chính là sợ Lục Bình tự giác không địch lại chạy trốn, hai người sẽ thiếu một phân công lao cùng chiến lợi phẩm. Sau khi hai người đi tới trước động phủ, phát hiện Lục Bình đã sớm ở đó chờ đợi bọn chúng rồi. Hai người hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới đối phương bất quá là tu sĩ mới vừa dung huyết, nếu như đã bị khám phá hành tung. Liền ung dung đi tới, dùng con mắt đánh giá nhìn Lục Bình. Tu sĩ vóc dáng hơi cao phách lối nói: "Tiểu tử, ngươi chính là Chân Linh Phái đệ tử sao? Thức thời đem chữ vật đại trên người nộp ra, bọn ta có lẽ để cho người làm tù binh, còn có thể lưu một cái mạng." Lục Bình thần thức đảo qua, biết hai người một dung huyết một tầng tu vi, một dung huyết tầng 2, lập tức hắc hắc cười lạnh nói: "Hai vị ngược lại khẩu khí thật là lớn, không được phái ta cho phép, đã tự tiện lên đảo của Chân Linh Phái ta, uy hiếp bản phái nội môn đệ tử, ta xem hai vị mới là chán sống." Thân cao tu sĩ suy suy cười lạnh nói: "Lão tử chính là uy hiếp ngươi, thế nào? Hắc hắc, còn trông cậy vào Chân Linh phát ra mặt cho ngươi. Bây giờ Huyền Kỳ Đảo sợ là đã bị Huyền Linh Phái đại cử công chiếm rồi." Lục Bình trong lòng rúng động, chợt nghe một người khác nói: "Sư huynh, cùng hắn nói nhảm làm chi, lần này Huyền Linh Phái chúng ta chủ công hướng Huyền Kỳ Đảo, chúng ta nhanh chóng diệt hắn, còn kịp tới Huyền Kỳ Đảo phân một chén canh." Cao to tu sĩ quát một tiếng, nói rất đúng, liền tế khởi một cây đồng còn pháp khí hướng Lục Bình hoành quét tới. Tu sĩ lùn có pháp khí là một đối trung cấp nhận linh đao, hai cây đao trên dưới múa lượn, hóa thành một đạo đao luân, cũng hướng Lục Bình chém tới. Nếu mà đòn chém chúng phải người, trong nháy mắt là có thể đem thân người chém thành 17-18 khối. Lục Bình không hoảng hốt không vội vàng, đem phi yến kiếm bay ra,
thi triển, Loạn Thạch Xuyên không kiếm pháp. Chấm. Phi Yến kiếm bay trên không trung, nhất thời hóa thành một đạo sóng lớn hướng pháp khí của hai người đánh tới, nhất cử đem đồng côn tách ra. Lại thoáng cái, nó cùng hai cây nhãn linh đao, đinh đỉnh đương đương, va chạm mười mấy lần, đem một đạo đao luôn sáng lòe lòe chém thất linh bát lạc. Huyền Linh phái hai người trong chính kỳ cổ, lần nữa hướng Lục Bình công tới, một kẻ nhắm đầu đánh tới, một kẻ bên hông chém ngang, một trên một dưới, phối hợp hết sức ăn ý. Lục Bình tự cũng không cam yếu thế, đem một bộ Loạn Thạch Xuyên không kiếm quyết sử dụng như ba đào cuồn cuộn, Phi Yến kiếm phảng phất hóa thành một dòng nước, đem bản thân hắn bảo hộ nghiêm thực. Nó giống như một đạo hồng thủy bị để bá chặn lại đường đi, nhưng cũng tích xúc thực lực, đợi đến pháp khí thế công bị ngăn trở chậm lại, liền bị Lục Bình phản pháo đánh quay trở về. Huyền Linh phái hai người đột nhiên phát hiện Lục Bình phản kích giống như một cơn sóng thần hướng bản thân nhào tới, mang theo thiên địa chỉ huy, khiến cho hai người không thể nào chống đỡ. Hai người cảm giác tự thân giống như là hai đảo nhỏ trong cơn hồng thủy, lão đảo muốn ngã, tùy thời có thể bị sóng lớn nuốt mất. Đây là lần đầu tiên Lục Bình không sử dụng mưu kế, không đánh lén, đường đường tránh tránh cùng Dung Huyết Kỳ cùng cấp đối thủ đấu pháp, hơn nữa là lấy một địch hai, một người trong đó tu vi cao hơn bản thân hắn một tầng. Lục Bình chưa bao giờ giống như hiện tại, không dùng tới đòn sát thủ, đem toàn bộ thực lực bày ra, trong lòng có một loại cảm giác thoải mái không nói được. Một bộ kiếm pháp càng sử dụng càng như phong sinh thủy khởi, trước đây rất nhiều địa phương không hiểu cũng đột nhiên thông hiểu quán thông, đem thế, cảnh giới diễn dịch lâm ly tân trí. Đâu đến thời khắc kịch liệt, Lục Bình khí thế đột nhiên vụt lên tột cùng, trong lồng ngực một ngụm trọc khí chợt hô ra, hóa thành một tiếng thét dài vang dội, truyền đi mấy dặm. Lúc này, Huyền Linh phái hai người đã là càng ngày càng hối hận nhận lĩnh nhiệm vụ công chiếm Hoàng Ly đảo này. Đây là tên quái vật nào thế? Rõ ràng chỉ mới vừa tiến vào Dung Huyết Kỳ, pháp lực đã thâm hậu như thế. Chấm. Hai người bọn chúng một Dung Huyết tầng 2 cảnh giới, một Dung Huyết một tầng, cũng có 2 năm pháp lực tích lũy, bây giờ lại bị đối phương đè ép mà đánh. Ngoài ra còn có kiếm pháp của đối phương khí thế hoành đại, rõ ràng chính là lĩnh ngộ thế, cảnh giới. Như thế thì còn so sánh thế nào được, khó trách người ta không chạy trốn, đây là đang đợi hai người đưa tới nộp mạng đây mà. Y sợ hãi vừa sinh, thôi ý liền khởi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, đem hai món trung cấp pháp khí hướng Lục Bình đánh tới, đồng thời mỗi người tế khởi một món phòng thủ pháp khí, dưới chân lóe ra một thanh phi kiếm, một cái viên bàn, chính là hai món phi độn pháp khí, rồi cũng không quản kiếm lãng đâm tới trên đầu, quay mình bỏ chạy. Lục Bình một tiếng cười vang, nói, hôm nay nếu để cho hai người người chạy, làm sao có thể hiện ra thủ đoạn của ta? Dứt lời, kiếm thế biến đổi, Phi Yến kiếm phân ra hai đạo sóng lớn, trong nháy mắt không biết có mấy chục đạo kiếm quang bổ vào cùng một vị trí trên phòng thủ pháp khí của hai người, trong phút chốc liền đem hai món pháp khí đánh nát. Đồng thời, kiếm quang chợt lóe, hai đầu người liền bay tung lên bầu trời. Trong chữ vật đại của Huyền Linh phái hai người tổng cộng có gần 4.000 linh thạch. Mấy món trung cấp thấp lẻ cấp pháp khí Lục Bình cũng không quá để ý, một đôi nhãn linh đao ngược lại khiến hắn rất yêu thích. Trong kinh Đào Bát Tuyệt, cũng có một bộ pháp quyết ngự sử song kiếm, có thể dùng đối nhãn linh đao này thay thế. Dùng huyết kỳ đan dược chỉ có một bình thiên sâm đan, cũng coi là cái vui ngoài ý liệu rồi. Lục Bình trước mắt cũng không thiếu hụt Dung Huyết Kỳ tu luyện đan dược. Ở trong Thỉnh Đào Động Phủ, Lục Bình còn thu hoạch 4 bình Dung Huyết Kỳ đan dược, trong đó có 2 bình là thượng phẩm đan dược dùng cho Dung Huyết Sơ Kỳ, chính hợp cho Lục Bình sử dụng. 2 bình khác là bình thường đan dược Dung Huyết Trung Kỳ sử dụng, cũng khiến cho Lục Bình như nhặt được chí bảo, cất chữ thỏa đáng. Hoàng Ly Đảo đã không thể ở nữa, Huyền Linh phái tổn thất 2 tên Dung Huyết Kỳ tu sĩ, nhất định sẽ cảnh giác, bản thân hắn cần phải lập tức rời đi. Vừa từ lời của hai người Huyền Linh phái, Lục Bình biết Huyền Kỳ đảo là trọng điểm tiến công của Huyền Linh phái, lúc này Huyền Kỳ đảo sợ rằng đã bị vây nước chảy không lọt, bản thân hắn trở về Huyền Kỳ đảo tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Huyền Hoa đảo cũng không đi được,
nơi đó là tiểu đảo khoảng cách gần nhất với Huyền Kỳ đảo. Huyền Linh phái nếu dám vây công Huyền Kỳ đảo, nhất định phải ngăn chờ chân linh phái viện quân, nơi đó chỉ sợ cũng nguy hiểm dị thường. Lục Bình nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ phát hiện bản thân hắn phảng phất như bị bỏ rơi vậy, có nhà mà không thể trở về. Huyền Linh phái vây công Huyền Kỳ đảo, đồng thời sai phái môn hạ tu sĩ tiêu diệt phụ cận vị hình đảo chú đảo tu sĩ. Từ việc đối với Hoàng Ly đảo mà sai phái tới hai tên Huyền Linh phái tu sĩ mà xét, Huyền Linh phái đối với 16 ngôi vị hình đảo chú đảo tu sĩ của chân linh phái trong hải vực gần Huyền Kỳ đảo nhất định là hiểu rõ, hơn nữa đã an bài đối sách. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ là trên Hoàng Ly đảo lại xảy ra chỗ hở thế này. Như vậy, bản thân Lục Bình có thể lấy kỳ nhân chỉ đạo, trả lại kỳ nhân thân, phát động một cuộc nghịch tập, đánh chặn đường những tu sĩ được sai phái đến các vị hình đảo chăng. Nếu muốn như thế, bản thân hắn cần phải nhanh chóng hành động, nếu là đi chậm, hoặc là Huyền Linh phải hoàn thành tào thanh nhiệm vụ, hoặc là chân linh phái chú đảo tu sĩ rút đi trước, hắn coi như đi một chuyến không công. Lục Bình đem các đồ đạc trong động phủ toàn bộ thu vào trong chữ vật đại, sau đó một kiếm bổ vào trên vách núi trước mặt, cự thạch và đất khối rơi xuống đem miệng động phủ che nghiêm nghiệm thật thật, bày ra một bộ sau khi đấu pháp khiến cho động phủ bị đánh sụp. Lúc này, hắn mới hướng Hoàng Ngọc Đảo gần đó nhất bay đi. Mới vừa ra khỏi Hoàng Ly Đảo, Lục Bình liền phát hiện bản thân hắn bị người theo dõi, cũng may người theo dõi không biết Lục Bình thần thức khác hẳn với thường nhân. Cho rằng núp ở trong nước biển là có thể trở ngại tu sĩ thần thức dò xét. Kẻ này bị Lục Bình một đạo ngự thủy quyết xử ra, đem giam cầm ở trong nước biển, tả xung hữu đột nhưng thủy chung trốn không thoát. Lục Bình thấy đó là một con luyện huyết kỳ yêu hà, trong lòng chợt có ý, vung hai tay lên, yêu tôm cung người co giật rời đứt hơi, bị đưa vào trong linh thú đại cho đại bảo ăn đồ biển. Chân linh phái cùng Huyền Linh phải tranh đấu xem ra đã để cho Bắc Hải yêu tộc chú ý đến rồi. Trên Hoàng Ngọc Đảo lúc này một mảnh an bình. Lâm Thịnh từ lần trước bị Lục Bình âm thầm đánh cướp, trở thành trò cười của biệt viện. Gần 2 năm qua cũng không tìm Lục Bình gây phiền toái thêm. Một mực ở trên Hoàng Ngọc Đảo khổ tu, nghe nói cũng tiến bộ không nhỏ, bắt đầu chuẩn bị dung huyết. Những năm gần đây, biệt viện đệ tử cấp 3 sau khi đạt tới luyện huyết hậu kỳ, lục tục bị phái đến Huyền Kỳ đảo cùng vi hình đảo phụ cận lịch lãm. Trừ đệ tử chú đóng ở trên Huyền Kỳ đảo không tính, trong 16 vi hình đảo chú đảo đệ tử, theo Lục Bình biết, cộng thêm bản thân hắn đã có 5 người dung huyết thành công, trong đó phân đội thứ 7 có Diêu Dũng, Đỗ Phong cùng Lục Bình 3 người. Lục Bình đối với Hoàng Ngọc đảo coi như quen thuộc, ở chỗ ở của Lâm Thịnh trên đảo không phát hiện tung tích của tên này. Bốn phía cũng không có dấu vết đấu pháp, xem ra Lâm Thịnh đã biết trước chuyện không ổn, vội vàng chạy trước. Ở chỗ linh thạch quảng mỏ trên đảo, ba tên Huyền Linh phái luyện huyết 9 tầng đệ tử bị Lục Bình trận đánh. Vốn là bởi vì Lâm Thịnh chạy trốn, những tên này đem lửa giận phát tiết lên phàm nhân đào mỏ ở đó. Huyền Linh phái đệ tử vừa thấy có một chân linh phải dung huyết kỳ tu sĩ tới, nhất thời như cha mẹ chết, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lục Bình tự nhiên là không khách khí, ba người này cũng không giống như Lục Bình ở luyện huyết kỳ đã có bản lãnh cùng dung huyết kỳ khiêu chiến, bị hắn phất tay chém chết, chữ vật đại kể cả mấy trăm linh thạch từ quảng mỏ bị trở tay cướp sạch. Hỏi qua những người phàm đào mỏ ở đó, Lục Bình biết Lâm Thịnh quả nhiên khi thấy ba người đang đào, vừa thấy không địch lại đã liên rút lui. Từ Hoàng Ly đảo đi ra, Lục Bình thầm nghĩ, đánh chặn đường những thứ luyện huyết kỳ đệ tử này thật không có gì béo bở. Ba tên Huyền Linh phái đệ tử tổng cộng bất quá 700 linh thạch, ba bốn món cấp thấp pháp khí, khó trách Lâm Thịnh có thể ung dung chạy trốn. Đã như vậy, Lục Bình quyết định đến trên các đảo do bốn dung huyết kỳ sư huynh chú đóng, xem thử coi sao. Lục Bình một đường hướng Tây, ở cách 200 dặm chính là Hoàng Lâm đảo do Đỗ Phong chú đóng. Nhanh như điện chớp tiến đến Hoàng Lâm đảo, Lục Bình lại vô công, hỏi qua người phàm trên đảo, mới biết một canh giờ trước, trên đảo tiếng nổ rung trời, chú đảo tiên trưởng bị hai người đuổi theo, hướng bắc phương bay đi. Lục Bình nghe Đỗ Phong tánh mạng vô ngại, nhưng không địch Huyền Linh phái hai người giáp công, vì vậy cũng không dừng lại, thẳng hướng bắc phương bay đi,
muốn giúp Đỗ Phong một tay. Đang khi Lục Bình hướng phía bắc đuổi theo mười mấy dặm, đột nhiên nhìn thấy đối diện có một tên huyền linh phái tu sĩ chạm mặt bay tới. Huyền linh phái tu sĩ cũng nhìn thấy Lục Bình trên người mặc y phục của chân linh phái, hơi sững sờ. Bất quá đợi hắn dùng thần thức biết được Lục Bình bất quá là một dung huyết một tầng tu sĩ, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc ấy thì, một thanh âm của một cô gái đột nhiên từ sau lưng huyền linh phái tu sĩ truyền tới. Lục sư để cứu ta. Lục Bình sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn thấy sau lưng huyền linh phái tu sĩ cũng một túi vải, mặt ngoài ngọa nguậy, hiển nhiên là chứa một người, hơn nữa cái thanh âm này cũng rất quen tai. Hiển nhiên là người hắn quen biết, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi là ai. Huyền linh phái tu sĩ nghe lời của người công trên lưng, mặt liền biến sắc, không nói lời nào, trực tiếp đem một thiết luân tế lên. Cái thiết luân này có đường kính 2 thước, bốn phía đều là móc bén nhọn, trong quá trình xoay tròn mang theo một tiếng rít rú khiếp người, hướng về phía Lục Bình đập tới. Lục Bình thần thức không dưới huyền linh phái tu sĩ. Lúc này cũng nhìn ra đối phương là dung huyết tầng 2 tu vi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là trước đó đã bị thương. Hắn lập tức cũng không khách khí, kinh đào bát tuyệt, đến bây giờ bản thân hắn chẳng qua là quen thuộc, loạn thạch xuyên không kiếm quyết cùng, ngự thủy quyết, 6 loại pháp quyết khác tuy có luyện tập, nhưng còn chưa kiểm nghiệm ở trong thực chiến, trước mắt là một đối tượng thử chiều tốt. Lục Bình vung hai tay lên, đem đôi nhãn linh đao pháp khí tịch thu trước đó tế lên, sử ra một bộ kinh đào phách ngạn kiếm quyết. Hai thành pháp khí một trước một sau, hóa thành hai đạo triều tịch, phảng phất sóng sau đè sóng trước hướng bờ biển đánh ập vào vậy, hướng về phía huyền linh phái tu sĩ cuồng cuộn ảo tới. Đợi đến khi Lục Bình quen thuộc ở trong thế cảnh giới thi triển bộ kiếm pháp này, thì đối diện huyền linh phái tu sĩ đã sớm bị Lục Bình đùa bỡn, chỉ có hít khí vào mà không kịp thở khí ra, không ngờ pháp lực khô kiệt mà chết. Người trong túi không ngờ lại là Hồ Lệ Lệ. Lục Bình cùng nàng gặp nhau 3 lần. Lần đầu là ở giao dịch hội của biệt viện đệ tử, dùng mấy chục tờ phù lục cùng nàng đổi lấy hầu huyết đan. Lần thứ hai là ở thỉnh đào động phủ trên đảo Tiều. Lục Bình âm thầm thấy Hồ Lệ Lệ một nhóm 3 người đến thăm dò thỉnh đào động phủ. Lần đó Hồ Lệ Lệ nguyên bác kiến thức cùng đối với sự hiểu biết về trận pháp để lại cho Lục Bình ấn tượng sâu sắc. Lần thứ 3 còn lại là ở trên địa khôn đảo trong buổi đấu giá. Lục Bình ở trong bao gian thấy được Hồ Lệ Lệ. Nàng cũng hoài nghi Lục Bình có mặt ở trong buổi đấu giá này, nhưng không nghĩ tới hắn có thể ở trong bao gian. Hồ Lệ Lệ vốn cho là huyền linh phái tu sĩ mặc dù là dung huyết tầng 2, nhưng sau khi bị thương thực lực đại giảm, chỉ cần Lục Bình dây dưa bám sát, bản thân nàng sẽ trở thành gánh nặng cho huyền linh phái tu sĩ. Dưới tình huống nóng lòng thoát khỏi Lục Bình, nói không chừng sẽ đem nàng để xuống trước. Như vậy bản thân nàng liền có cơ hội thoát khốn. Vậy mà, Hồ Lệ Lệ cũng không ngờ rằng, Lục Bình lại lợi hại đến như vậy, chỉ bằng thời gian một nén nhang, liền đem huyền linh phái tu sĩ xanh xanh mệt hao tổn pháp lực rồi bị đánh chết. Lục Bình sử dụng pháp quyết lộ ra một cảnh giới mà bản thân nàng không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới của thế sao? Hồ Lệ Lệ âm thầm kinh dị. Theo nàng biết, cho dù là dung huyết hậu kỳ tu sĩ cũng hiếm có kẻ có thể lĩnh ngộ loại cảnh giới này. Nhìn Lục Bình ở một bên chỉnh lý lại chiến lợi phẩm, Hồ Lệ Lệ thiếu xanh xanh nói. Lục sư, Lục tiên trưởng, Hồ Lệ Lệ xin cảm ơn ân cứu mạng. Thu hoạch 2900 linh thạch cùng một bình thiên sâm đan, Lục Bình tâm tình đang tốt, nghe vậy cười nói. Hồ sư tỷ cứ gọi ta là sư đệ đi, cô mà gọi ta tiên trưởng, ta thật sự không được tự nhiên. Hồ Lệ Lệ, Lạc Lạc, cười một tiếng, cũng không kiểu cách, đem tao ngộ của bản thân hướng Lục Bình kể qua. Thì ra là, Hồ Lệ Lệ sau khi thăm dò thỉnh đào động phủ thất bại, liền ở lại huyền kỳ đảo, bởi vì phải chuẩn bị dung huyết, mà bản thân pháp lực cần rèn luyện thêm, vì vậy hướng huyền kỳ đảo tiền trưởng xin một phần công việc. Vừa đúng lúc đó, một vị hình đảo chú đảo đệ tử bởi vì một ít chuyện phải quay trở về chân linh biệt viện, Hồ Lệ Lệ liền thay hắn chú trên đảo này. Sau khi huyền linh phái tuyên chiến, Hồ Lệ Lệ trước tiên từ trên đảo lui đi. Bởi vì cân nhắc trên huyền kỳ đảo thế cục không rõ,
liền hướng hoàng thành đảo do Diêu Dũng chú đóng cách đó không xa bay đi. Diêu Dũng đã là dung huyết kỳ tu sĩ, Hồ Lệ Lệ tự nhiên muốn cùng Diêu Dũng liên hiệp, an nguy của bản thân nàng có thể bảo đảm. Không ngờ, ở bên ngoài hoàng thành đảo, Hồ Lệ Lệ vừa đúng gặp được Diêu Dũng từ trên đảo lui ra ngoài. Hiển nhiên Diêu Dũng cũng gặp phải tao ngộ giống như Lục Bình. Banner hàng hiệu giá tốt, bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là cùng nhau hướng Hoàng Lâm đảo bay tới hội hợp với Đỗ Phong. Sau khi bọn họ gặp Đỗ Phong, thấy tao ngộ của hắn cũng giống Diêu Dũng vậy, lúc này mới phát hiện ba người đã bị bốn tên dung huyết kỳ huyền linh phái tu sĩ trước sau giáp công rồi. Sau một phen kịch chiến, Hồ Lệ Lệ bị bắt. Tên huyền linh phái tu sĩ bắt Hồ Lệ Lệ bởi vì tham đồ sắc đẹp của Hồ Lệ Lệ, trong lúc sơ sót, bị Đỗ Phong liều mạng đánh cho bị thương. Tuy nhiên, bản thân Đỗ Phong bị thương còn nặng hơn so với tên tu sĩ này. Diêu Dũng thừa dịp tên tu sĩ này trọng thương, thế vây công của huyền linh phái tu sĩ bị phá, mang theo Đỗ Phong trọng thương xông ra ngoài. Bắt Hồ Lệ Lệ tu sĩ bởi vì bị thương, hơn nữa thấy Hồ Lệ Lệ sắc đẹp mê người, liền muốn trở về huyền linh phái ngay. Còn dư lại ba tên tu sĩ thực lực chiếm ưu thế như cũ, huống chi Đỗ Phong còn bị trọng thương, vì vậy ba người quyết định tiếp tục đuổi giết Diêu Dũng cùng Đỗ Phong. Chuyện sau đó chính là huyền linh phái tu sĩ bị thương trên đường trở về lại gặp Lục Bình từ Hoàng Lâm đảo đi tìm kiếm Đỗ Phong, rồi bị Lục Bình dễ dàng giải quyết. Nghe xong tao ngộ của Hồ Lệ Lệ, Lục Bình trầm ngâm một chút, nói: Hồ sư tỷ, ta cần phải truy tung huyền linh phái ba người, giúp hai vị sư huynh một tay. Sư tỷ nếu không tiện có thể tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian trước, đợi đến thế cục sau khi bình tĩnh lại, hãy về huyền kỳ đảo. Hồ Lệ Lệ cười nói. Trước mắt huyền kỳ đảo phủ cận hải vực sợ rằng đã sớm bị huyền linh phái phong tỏa, làm gì có chỗ an toàn, còn không bằng đi theo ngươi là cao thủ đi tìm Diêu Dũng, Đỗ Phong, rồi chờ những chú đảo đệ tử khác. Mọi người liên hiệp, có lẽ mới có thể ở sống còn ở cái hải vực này. Lục Bình thầm nghĩ cũng đúng, vì vậy liền dẫn Hồ Lệ Lệ hướng Diêu Dũng cùng Đỗ Phong chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lúc này Diêu Dũng cùng Đỗ Phong có thể dùng từ chật vật không chịu nổi để hình dung. Đỗ Phong sau khi trọng thương, Diêu Dũng bởi vì dọc theo đường phải chiếu cố Đỗ Phong, vì vậy pháp lực tiêu hao cực lớn. Mắt thấy sau lưng ba tên huyền linh phái tu sĩ đuổi theo sắp kịp, Đỗ Phong thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nói: Sư huynh đi trước, ta chặn một chút, nếu không ai cũng chạy không thoát. Diêu Dũng nặng nề thở một hơi, bỏ vào trong miệng nuốt một viên phục linh đan, mắng: Mẹ kiếp câm miệng, đừng lãng phí lão tử pháp lực. Dứt lời, kéo Đỗ Phong bay nhanh hơn. Đỗ Phong biết Diêu Dũng lúc này đã là nỏ hết đà, nhưng hắn cũng hiểu Diêu Dũng xưa nay nặng nghĩa khí, nếu không sau khi nghe lời của Đỗ Phong như thế, đã không chú trọng đến hình tượng buột miệng văng tục như vậy. Phải biết Diêu Dũng luôn luôn ở trước mặt các sư để chú trọng hình tượng bản thân. Đỗ Phong chỉ có thể âm thầm vận chuyển công pháp chữa thương, ý đồ sau khi bị đuổi theo, còn bao nhiêu vốn thì liều mạng với địch nhân bấy nhiêu. Nhưng không ngờ lần này bị thương quá nặng, không có thượng hạng chữa thương đan dược, không mất 3 đến 5 tháng tĩnh dưỡng sợ là khó có thể khôi phục. Diêu Dũng rốt cục không phi độn về trước nữa, nếu như đã trốn không thoát, chỉ bằng khôi phục chút pháp lực đợi cùng huyền linh phái tu sĩ liều mạng. Huyền linh phái ba người nhìn thấy Diêu Dũng hai người không hề chạy trốn nữa, thận trọng xông tới. Bọn chúng biết, mới vừa đột phá bốn người giáp công lại đem một địch thủ đánh cho trọng thương, hai tên chân linh phái tu sĩ trước mắt đều không phải là tay vừa. Có thể khiến cho tu sĩ có tu vi cao trọng thương vào tay, nhất định là có thủ đoạn không tệ, đặc biệt là liều mạng. Diêu Dũng cùng Đỗ Phong hai người lưng tựa lưng. Diêu Dũng tế lên là một khối pháp khí bộ dáng như cục gạch. Đỗ Phong còn lại là một chuỗi phi kiếm, chẳng qua là phi kiếm bay trên không trung có chút đung đưa, hiển nhiên là thương thế ảnh hưởng đến pháp lực vận hành. Lục Bình mang theo Hồ Lệ Lệ hướng phương hướng Diêu Dũng hai người chạy trốn đuổi gấp. Dưới chân, phi độn pháp khí đã sớm đổi thành một chuỗi trung cấp phi độn pháp kiếm trước đó tịch thu được ở trên Hoàng Ly đảo. Hồ Lệ Lệ cũng đứng ở trên pháp kiếm của Lục Bình, nhìn nước biển hai bên nhanh chóng lui về phía sau,
âm thầm kinh ngạc cho tốc độ phi hành cùng pháp lực thâm hậu của hắn. Chẳng qua là một thời gian uống cạn chung trà, Lục Bình đã có thể rõ ràng nghe thấy phía trước tiếng pháp thuật canh minh, tiếng pháp khí kích động nhau kịch liệt. Lục Bình ngửa mặt lên trời cất một tiếng thét dài, dưới chân phi kiếm tốc độ lần nữa kịch tăng. Phía dưới nước biển bị vẽ ra một đạo dấu vết rõ ràng, màu trắng bọt sóng hướng hai bên dâng lên, phảng phất cấm bố bị chém nứt lộ ra tuyến đầu mao nhung nhung vậy. Hồ Lệ Lệ đứng ở sát phía sau Lục Bình, che lỗ tai lại, gò má và đôi mày thanh tú hơi nhíu lại một cái. Đỗ Phong đã ngã xuống dưới chân Diêu Dũng, Diêu Dũng thở hổn hển hết sức bảo vệ Đỗ Phong không bị thương tổn, trên người cũng đã bị hai vết thương, vòi máu phún ra trên mặt cũng không kịp lau. Ngay vào lúc này, Huyền Linh phái tu sĩ sau lưng truyền tới một tiếng thét dài, Diêu Dũng nhận biết là thanh âm của Lục Bình, trên mặt mừng rỡ. Huyền Linh phái tu sĩ vội vàng phân ra một người, hướng sau lưng cảnh giới. Ngay vào lúc này, chỉ thấy cách hai ba dặm xa, trên mặt biển có một thanh phi kiếm trên có hai người cấp tốc bay tới. Đợi thấy rõ người đứng trên thân kiếm, trong đó có một người chính là nữ tu của chân linh phái trước đã bị bắt. Huyền Linh phái tu sĩ cảnh giới còn chưa kịp hướng đồng bạn cảnh kỳ, liền thấy một đạo hồng quang nho nhỏ hướng về phía tâm tạng của y ghim tới. Tu sĩ chỉ kịp dùng pháp khí trong tay đỡ, liền nghe được nhất thanh thúy hưởng, một cổ pháp lực khó có thể chống đỡ truyền tới. Tu sĩ không khỏi lui về phía sau, trong tay pháp khí cũng bị đánh bay. Nhưng hồng quang bay tới cũng bị ngăn cản lệch phương hướng. Một cây phi châm đâm vào trên bả vai của tu sĩ. Tu sĩ bất chấp đau đớn, vừa muốn hướng đồng bản cảnh kỳ, đột nhiên cảm thấy cây phi châm trong bả vai có một trận quỷ dị chấn động, đột nhiên nỡ vỡ ra, đem nửa người của tu sĩ phá tung nát vụn thành từng mảnh. Một kích tất sát, đánh chết địch thủ chỉ bằng một cú. Trong tình huống mặt đối mặt, một vị dung huyết một tầng tu sĩ của Huyền Linh phái bị Lục Bình một kích đánh chết. Tình huống như thế chẳng những khiến cho hai tên tu sĩ còn dư lại của Huyền Linh phái kinh hãi không thôi, mà chính Hồ Lệ Lệ đứng sau lưng cùng Diêu Dũng và Đỗ Phong hai người cũng khiếp sợ vô cùng. Hai tên Huyền Linh phái tu sĩ bị hù dọa hoảng sợ, xoay người định chạy trốn, Lục Bình đem nhãn linh song đạo tế lên, hai tầng đao quang tạo thành sóng nhỏ thoáng qua, liền đem một tên tu sĩ trong đó ngăn trở. Diêu Dũng cũng xông lên dư dũng, một cục gạch đem một tên tu sĩ khác cuốn lấy. Hồ Lệ Lệ cũng tế xuất một chuỗi trung cấp phi kiếm ở một bên trợ chiến. Huyền Linh phái tu sĩ cùng Lục Bình đối chiến tinh thần bị đoạt, pháp lực không đủ, pháp quyết kiếm thuật không sánh kịp Lục Bình, trong khoảnh khắc bị Lục Bình loạn nhận phân thây. Còn dư lại tên tu sĩ kia vội vàng tính kế thoát thân, không tiếc đem lưng lộ ra cho Diêu Dũng, liều mạng hướng nam phương bay đi. Hắn không ngờ đã bỏ quên Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ mặc dù chỉ có luyện huyết 9 tầng tu vi, nhưng ở chân linh phái ngoại môn đệ tử rất có danh tiếng, pháp lực tự nhiên không thấp, mặc dù so ra kém dung huyết kỳ tu sĩ, nhưng một chuỗi phi kiếm tà tà lược qua, đem tên tu sĩ này ngăn trở một chút. Lúc này, cục gạch của Diêu Dũng đã từ trên trời giáng xuống, đem tên tu sĩ này phách thành thịt nát. Trên mặt biển, trên một tòa tiểu đảo tiều, Lục Bình bốn người đang nghỉ ngơi, chuẩn bị thương lượng một chút tình huống về huyền kỳ đảo hải vực, đồng thời tính toán bước kế tiếp của bốn người. Lục Bình lại có được hai chữ vật đại. Vốn hắn định bốn người cùng nhau phân, nhưng ba người còn lại sống chết không đồng ý. Lục Bình biết ba người đều là kẻ có ngạo khí, cũng không miễn cưỡng, ngồi ở một bên tra xét chiến lợi phẩm. Lần này tài sản của hai kẻ bị giết phong phú hơn một chút. Tổng cộng hơn 5.000 linh thạch. Lục Bình lần đầu tiên trong đời trong tay có linh thạch hơn vạn, điều này khiến hắn không khỏi có chút đắc ý. Dùng huyết kỳ đan dược vẫn ít như thường lệ, chỉ có mười mấy viên, nhưng cũng khiến cho Lục Bình hưng phấn không ít. Ngược lại, bây giờ pháp khí từ trung cấp trở xuống Lục Bình đã nhìn không thuận mắt, chẳng qua là tùy tiện đem chúng đồng vào trong chữ vật đại. Một tu sĩ khác có chữ vật đại bị Diêu Dũng ba người phân chua. Diêu Dũng cùng Đỗ Phong thì không có gì, Hồ Lệ Lệ ngược lại hưng phấn không thôi. Lục Bình ở trong chữ vật đại lấy ra một bình ngọc màu đỏ đưa cho Đỗ Phong, bên trong là ba viên tu nguyên đan thượng hạng, là dung huyết kỳ tu sĩ thượng hạng chữa thương đan dược. Đỗ Phong ánh mắt sáng lên,
lập tức uống một viên, nói. Thứ tốt, 3 ngày sau, sẽ khôi phục 8 phần thực lực. Lục Bình cười cười, lại đem một bình đan dược ném cho Diêu Dũng. Diêu Dũng mở ra xem, thì ra là một bình 10 viên đỉnh giai phục nguyên đan. Đây là thượng tầng đan dược dùng để khôi phục pháp lực trong cơ thể. Lập tức nuốt một viên, nói. Lục sư đệ trong tay thứ tốt cũng không ít, sư huynh đi theo cũng dính hào quang. Lúc này, 4 người đã là giao tình quá mệnh, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Lục Bình, cười một tiếng, nói. Vận khí tốt, mua trên địa khôn đảo đó, xài linh thạch khiến cho tiểu đệ xót đau cả thịt. Lúc này Hồ Lệ Lệ ở một bên nôn mửa nửa ngày, bấy giờ đi tới, nói. Hai vị giết người bằng biện pháp thật đúng là rất khác biệt, một đem người chém thành 10 mấy khối, một dứt khoát đem người đập thành bánh thịt, tiểu nữ tử thật sự là không dám công duy. Lục Bình cùng Diêu Dũng, ha ha, cười lớn, một bên Đỗ Phong cũng khóe miệng nhét lên, lộ ra vẻ tươi cười. 4 người ngồi chung một chỗ, liền đem tao ngộ của mỗi người cặn kẽ kể cho nhau nghe một lần, tổng hợp lại suy đoán và tin tức của mỗi người, sau đó Diêu Dũng liền nói. Nói một chút đi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Lệ Lệ biết trong đoàn thể nhỏ 4 người này thực lực của mình yếu nhất, nếu muốn không trở thành gánh nặng, phải biểu hiện năng lực của bản thân. Mặc dù Diêu Dũng 3 người đều không phải là kẻ thế lực, nhưng Hồ Lệ Lệ tự có ngạo khí của nàng, vì vậy đầu tiên nói. Bây giờ rất rõ ràng, Huyền Linh Phái cũng không giống như chúng ta tưởng tượng, cùng chúng ta Chân Linh Phái ở biên giới toàn diện khai chiến, mà là lựa chọn Huyền Kỳ Đảo làm mục tiêu công kích trọng điểm. Như lẽ vậy, Huyền Kỳ Đảo bây giờ khẳng định bị Huyền Linh ta phái bao vây, song phương bây giờ ắt đang đại chiến, dù sao trên đảo có Khúc Chân Nhân và các đoán đan kỳ cao thủ trú đóng, lại có hộ đảo đại trận ngăn trở, trong thời gian ngắn Huyền Linh Phái sẽ không bị công phá. Do đó, Huyền Linh Phái tất nhiên phải cảnh giác Chân Linh Phái cao thủ của ta từ những phương hướng khác tiếp viện. Vì vậy, lúc này chung quanh hải vực của Huyền Kỳ Đảo ắt đã bị Huyền Linh Phái cao thủ phong tỏa rồi. Diêu Dũng nhíu mày một cái, nói. Nói cách khác chúng ta trong thời gian ngắn là không thể trở về Huyền Kỳ Đảo hoặc là những vị hình đảo khác của bổn phái. Hơn nữa còn tùy thời tùy khác bị cao thủ Huyền Linh Phái phong tỏa hải vực đuổi giết. Hồ Lệ Lệ cao mày gật đầu một cái. Đỗ Phong thương thế chuyển biến tốt hơn một ít, nghe vậy đột nhiên nói một câu. Nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên là hỏi Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ nghe vậy thần sắc vui mừng, biết mọi người đã công nhận phân tích của mình, và cũng chính là thừa nhận địa vị của bản thân nàng ở trong cái đoàn thể này. Vì vậy, nàng nói. Đầu tiên chúng ta phải có hành tung bí ẩn, ở Huyền Kỳ Đảo hải vực chung quanh chu toàn, không thể bị Huyền Linh Phái tu sĩ phát hiện, nếu bị phát hiện sẽ phải diệt khẩu. Tiếp theo, toàn lực cứu những vị hình đảo chú đảo tu sĩ khác, làm lớn mạnh lực lượng của chúng ta. Đặc biệt là trừ 3 người các vị ra, còn có 2 dung huyết kỳ tu sĩ khác, sẽ là bảo đảm cho lực lượng của chúng ta lớn mạnh. Sau đó, chúng ta sẽ phải ở trong hải vực tìm kiếm Huyền Linh Phái dung huyết kỳ tu sĩ đơn độc. Săn giết chúng, làm yêu bất lực lượng Huyền Linh Phái vây công Huyền Kỳ Đảo. Lục Bình nói, như vậy chẳng phải là sẽ dẫn tới Huyền Linh Phái cao tầng cảnh giác, phái ra cao thủ tiêu trừ chúng ta. Hồ Lệ Lệ tự tin cười một tiếng, nói, chính là muốn bọn họ phái ra cao thủ. Hồ Lệ Lệ nhìn thấy trừ Lục Bình có chút hiểu biết ra, Diêu Dũng cùng Đỗ Phong đều là đầu óc mơ hồ, vì vậy nói. Huyền Linh Phái công kích quý ở chỗ xuất kỳ bất ý tập trung toàn lực công kích phái ta, nếu ở trong thời gian nhất định không thể công phá Huyền Kỳ Đảo, sẽ bị phái ta phản ứng kịp, cả phải tiếp viện, khi đó thắng bại sẽ khó liệu rồi. Hồ Lệ Lệ dùng một chút, tổ chức ý nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Huyền Linh Phái vây công Huyền Kỳ Đảo, đầu tiên sẽ phải ở bên ngoài đảo bố trí trận pháp, chặt đứt không gian liên tiếp truyền tống trận pháp trên Huyền Kỳ Đảo, ngăn trở phái ta viện quân. Nếu chúng ta đem cao thủ vây công Huyền Kỳ Đảo hấp dẫn vài người tới đây, trên đảo áp lực giảm bớt, nếu như có mấy dung huyết kỳ cao thủ liều chết lao ra khỏi hộ đảo đại trận, phá hỏng trận pháp chặt đứt truyền tống trận, cao thủ trong phái lập tức liền có thể thông qua truyền tống trận tới tiếp viện, cuộc bao vây Huyền Kỳ Đảo coi như có thể giải quyết gọn.
Huyền Linh phái mưu đồ cũng sẽ không công tự phá. Nghe Hồ Lệ Lệ một phen bố trí cùng giải thích, Diêu Dũng hai người vô cùng kính nể, Lục Bình nói. Cái này gọi là du kích chiến trên biển rồi. Hồ Lệ Lệ sửng sốt một chút, cười nói. Du kích chiến, cái danh từ này nghe hay hay, hợp với tình hình hiện tại lắm. Lục Bình tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút, nói. Chuyện lần này sợ rằng còn có biến số. Ta ở trong hải vực đã hai lần đụng phải luyện huyết kỳ yêu thú theo dõi. Nếu là Bắc Hải yêu tộc lại chọc chân vào một cái, chẳng phải là thành ngư ông đắc lợi hay sao? Nghe Lục Bình nói như vậy, không khí vốn có chút buông lỏng lại căng thẳng lên. Hồ Lệ Lệ suy nghĩ một chút, nói. Phải nghĩ biện pháp đem ý tưởng của chúng ta thông báo cho tu sĩ trong huyền kỳ đảo. Nếu là tiền bối trên đảo có chuẩn bị, tổn thất sẽ không lớn, ngược lại Huyền Linh phái sẽ ứng phó không kịp. Như vậy cũng tốt, yêu tộc một khi nhúng tay, hai phái tranh đấu tất nhiên sẽ bị Bắc Hải chư phái điều đình rồi ngưng chiến, đến lúc đó thua thiệt nhất phải là Huyền Linh phái. Hai ngày sau, bốn người cẩn thận che giấu hành tích bản thân, ở 16 ngôi vị hình đảo phụ cận hải vực huyền kỳ đảo ra vào. Bởi vì trong tay Lục Bình có bản đồ cặn kẽ của huyền kỳ đảo hải vực, bốn người ngược lại không tốn hao quá nhiều khí lực, đem năm tên chú đảo đệ tử bị đuổi giết hoặc bị bắt làm tù binh cứu ra. Huyền Linh phái 15 tên luyện huyết kỳ đệ tử dĩ nhiên là bỏ mạng, thân tử đạo tiêu. Chạng vạng ngày thứ hai rốt cục gặp được một trong hai vị dung huyết kỳ chú đảo đệ tử. Lúc ấy y đã thoi thóp sắp chết, chẳng qua là bằng vào nghị lực bay trốn. Hai tên tu sĩ đuổi giết y bị Lục Bình, Diêu Dũng cùng Đỗ Phong khôi phục hơn phân nửa thương thế dễ dàng giải quyết. Ngày thứ ba, suốt cả ngày đội ngũ đã mở rộng đến 10 người. Lục Bình cùng mọi người không tìm thêm những chú đảo tu sĩ khác nữa, ngược lại gặp hai tên dung huyết kỳ tu sĩ của Huyền Linh phái đang ở phụ cận tuần tra. Mọi người ùa lên, bắt hai tên này làm tù binh. Hồ Lệ Lệ đem hai người tách ra nhốt ở trên một tiểu đảo, bước cho hai người đem tình huống Huyền Linh phái vây công huyền kỳ đảo chia ra khai báo, nếu có nửa điểm bất đồng, lập tức bị đập thành thịt nát. Đối với lần này, Diêu Dũng còn đặc biệt hướng hai người biểu diễn một phen pháp khí cục gạch có uy lực cùng với hiệu quả thế nào. Hắn đem một tên tù binh là Huyền Linh phái luyện huyết kỳ đệ tử ngày hôm trước bị bắt đập một cái tan xương nát thịt, khiến cho hai tên Huyền Linh phái tu sĩ chính mắt trông thấy ói mua một bãi hồ đồ. Hai người này cũng dứt khoát, đem tình huống biết được toàn bộ nói ra, chỉ cầu còn mạng sống. Hồ Lệ Lệ thấy hai người khai báo giống nhau, liền gọi Đỗ Phong đem tu vi của hai người phế bỏ, quảng trên tiểu đảo để cho hai người tự sanh tự diệt. Thông qua hai người tự thuật, Hồ Lệ Lệ cùng mọi người biết được, Huyền Linh phái tu sĩ Tào Thanh 16 ngôi vị hình đảo tổng cộng có 10 tên dung huyết kỳ tu sĩ. Bọn này chia ra chọn đối tượng chính là 5 dung huyết kỳ tu sĩ của chân linh phái. Còn 11 luyện huyết kỳ đệ tử của chân linh phái thì có 33 luyện huyết kỳ đệ tử phụ trách Tào Thanh. Không ngờ 3 ngày qua đi, 10 tên dung huyết kỳ tu sĩ chỉ trở về có 2. 33 tên luyện huyết kỳ đệ tử cũng mất hơn phân nửa. Điều này lập tức khiến Huyền Linh phái cảnh giác. Huyền Linh phái cho là chân linh phái còn có một cao thủ lọt lưới. Người này ít nhất phải có dung huyết trung kỳ pháp lực, nếu không không thể liên tục đánh chết 8 tên dung huyết sơ kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên, tuyệt đối không thể có đoán đan kỳ tu sĩ, vì nếu là đoán đan kỳ tu sĩ, người này đã sớm đánh đến huyền kỳ đảo, hoặc là lao ra khỏi vòng phong tỏa của Huyền Linh phái. Nếu muốn ngăn chờ một đoán đan kỳ tu sĩ, không có 3 tu sĩ cùng cấp tuyệt không thể làm được. Y nếu muốn đi, một hay hai tu sĩ cùng cấp căn bản không giữ được. Huyền Linh phái đã phải ra hai đội do dung huyết hậu kỳ cao thủ dẫn đội 10 tên dung huyết kỳ tu sĩ ở trong hải vực lục soát. Lúc này, trên huyền kỳ đảo, dung huyết kỳ cao thủ thế công đã yếu bớt. Nhưng Huyền Linh phái đoán đan kỳ chân nhân có số lượng còn chiếm ưu thế. Chân linh phái vẫn dựa vào hộ đảo đại trận phòng thủ huyền kỳ đảo như cũ. Hồ Lệ Lệ đem Lục Bình và 3 dung huyết kỳ tu sĩ họp lại, đem tình huống trên huyền kỳ đảo nói qua một lần, tiếp bảo. Tình huống bây giờ lại có biến hóa, Huyền Linh phái đã phái ra 2 tên dung huyết hậu kỳ cao thủ mang đội siêu tầm chúng ta. Chúng ta lẻn vào gần huyền kỳ đảo, bọn chúng nhất định không nghĩ tới.
Bây giờ mấu chốt là vây công Huyền Kỳ đảo. Huyền Linh phái tu sĩ có số lượng đoán đan kỳ chân nhân còn chiếm ưu thế. Hơn nữa, Huyền Linh phái đã cảnh giác Huyền Kỳ đảo tu sĩ sẽ mưu đồ phá hư phong tỏa truyền tống trận trận pháp và đã có chuẩn bị. Nếu là dung huyết kỳ cao thủ trên đảo tùy tiện xông ra ngoài đảo mưu đồ phá hư pháp trận, có thể ngược lại sẽ rơi vào bẫy dập của Huyền Linh phái. Vị dung huyết kỳ tu sĩ được Lục Bình cứu là Trung Kiếm thuộc phân đội thứ hai, là một trong tứ kiệt của biệt viện giống như Diêu Dũng. Trung Kiếm vốn đối với Hồ Lệ Lệ là luyện huyết kỳ tu sĩ mà chủ trì đội ngũ này có chút không hiểu, nhưng sau đó thấy Hồ Lệ Lệ đem hết thảy mọi điều xử lý trơn tru, làm việc rất có phân tác, hơn nữa trí tuệ cao, khiến cho Trung Kiếm rất bội phục. Vì vậy y cũng chấp nhận địa vị của Hồ Lệ Lệ ở trong đoàn thể tạm thời này. Bây giờ nghe Hồ Lệ Lệ tự thuật tình huống, Trung Kiếm có chút nóng nảy nói. Cái này như thế nào cho phải? Hồ Lệ Lệ chần chờ một chút, nói. Trừ phi chúng ta xuất thủ phá hư phong tỏa pháp trận. Diêu Dũng liền vội vàng lắc đầu nói. Không thể, không nói chúng ta pháp lực thấp kém. Huyền Linh phái không phải người ngu. Nếu biết chúng ta tồn tại, tại sao lại có thể chi đề phòng tu sĩ bên trong Huyền Kỳ đảo? Lục Bình chép miệng một cái, nói, chúng ta có thể đem lực chú ý của bọn chúng dẫn tới phương hướng khác. Hồ Lệ Lệ ánh mắt sáng lên, hỏi, nói như thế nào? Lục Bình đáp, các vị người nào có truyền âm pháp kiếm của tu sĩ trên đảo? Điều này đúng là nói với Diêu Dũng cùng ba vị dung huyết kỳ tu sĩ, vì truyền âm pháp kiếm chỉ có thể do dung huyết kỳ tu sĩ ứng dụng. Trung Kiếm ngạc nhiên nói, ta có một cái. Dùng vật này làm cái gì? Bây giờ Huyền Kỳ đảo bị vây, một khi phát ra chẳng phải là bại lộ phương vị của chúng ta hay sao? Hồ Lệ Lệ, Lạc Lạc, cười một tiếng, nói. Chúng ta chính là muốn dương đông kích tây. Bây giờ phương pháp lôi kéo rời đi chú ý lực của Huyền Linh phái đã có, còn dư lại liễu hai vấn đề. Một là ai đi đảm nhiệm cái chức trách dụ địch này, hai là làm như thế nào để phá cái phong tỏa trận pháp đó. Mọi người vừa nghe Hồ Lệ Lệ nói thế, khó tránh khỏi đều phải tự định giá tự tế. Hồ Lệ Lệ chần chờ một chút, tiếp. Cái phong tỏa truyền tống trận pháp này ta thường ngày có chút nghiên cứu, biết làm như thế nào mới có thể nhanh nhất đem pháp trận phá giải, cho nên ta chỉ có thể đi Huyền Kỳ đảo. Hồ Lệ Lệ pháp lực thấp kém, mọi người vốn là cũng không muốn để cho nàng đi đảm nhiệm nhiệm vụ dụ địch, huống chi không có Hồ Lệ Lệ chỉ điểm. Phong tỏa trận pháp muốn phá vỡ cũng đại phí chu chiết. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói. Chuyện rủ địch giao cho ta đi, các vị hợp lực đi phá phong tỏa trận. Diêu Dũng lập tức nhảy lên, nói. Ta và ngươi đi. Lục Bình trong bụng cảm động, nói. Sư huynh không cần, chuyện trốn chạy người càng ít càng có lợi, huống chi tiểu đệ còn có mấy món đồ chơi đào mệnh. Phá trận càng nhiều người càng có lợi. Đỗ Phong đứng lên vỗ vỗ bả vai Lục, nói. Sư đệ nói không sai, trong chúng ta thực lực mạnh nhất chính là hắn, cơ hội sống sót lớn nhất cũng hắn. Tiếp theo Đỗ Phong quay đầu đối với Lục Bình nói. Nếu là sư đệ xảy ra chuyện gì, Đỗ Phong ta thề với trời, cuối cùng cả đời ta nhất định phải để cho Huyền Linh phái đoán đan kỳ tu sĩ trở lên chân theo vì sư đệ. Diêu Dũng cũng kích động nói. Ta cũng thế. Lục Bình biết Đỗ Phong bình sinh không giỏi về ngôn ngữ, hôm nay nói nhiều như vậy, đã là biểu đạt tình nghĩa cực lớn rồi, huống chi còn là thể nặng. Hắn lập tức cười nói, mọi người xem thường Lục Bình ta rồi, nếu là không nắm chắc mấy phần, ta nào dám mao toại tự tiến. Trung Kiếm đem truyền âm pháp kiếm đưa cho hắn, lại lấy ra một tờ phù lục, chần chờ một cái đưa cho Lục Bình nói. Lục sư đệ, đây là tổ của ta lưu lại cho ta duy nhất một tờ phù lục để bảo vệ tánh mạng, hôm nay giao cho ngươi. Lục Bình nhận lấy nhìn, là một tờ huyết độn phù, phía trên quang hoa lưu truyền, là một tờ thượng hạng dung huyết kỳ phù lục, vì vậy từ chối nói. Cái này là vật do tổ của sư huynh cấp, ta sao có thể dùng? Trung Kiểm nghiệm mặt, nói. Ta biết sư đệ ngươi là cao thủ luyện chế phù lục. Ta đây là định sau này để cho sư đệ hoàn trả gấp bội cho ta. Chẳng lẽ sư đệ hẹp hòi như vậy, vậy không cho mượn cũng được. Nói xong, giả vờ đưa tay hướng Lục Bình đòi lại. Mọi người không nghĩ Trung Kiếm lại còn đùa giỡn, lập tức đều vui vẻ.
Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói: "Sư huynh nếu như đã cắt ái, làm gì có chuyện trả lại, phân nhân tình này tiêu đề ghi nhận." Lục Bình đang định quay đầu rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi: "Trung sư huynh, cái truyền âm pháp kiếm này là truyền cho người nào?" Trung kiếm sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói: "Cái này à? Là cho Mã Ngọc sư tỷ." Mọi người vừa nhìn sắc mặt của Trung kiếm, nhất thời lại ồn ào cười to. Mọi người phân phối xong xuôi, ai theo việc nấy. Lúc này Diêu Dũng đột nhiên bảo: "Chúng ta chỉ nghĩ đến phá trận nhưng lại không nghĩ đến bản thân trận pháp, với tu vi của chúng ta có thể phá vỡ hay không? Nếu mà chúng ta ngay cả pháp thuật hay pháp khí đánh vào trận cũng không làm nên chuyện gì, chẳng phải là uổng công rồi hay sao?" Mọi người nghe vậy sửng sốt, hầu như ai cũng quên mất vấn đề này, lập tức không biết phải làm như thế nào. Lục Bình suy nghĩ một chút, đưa cho Diêu Dũng một món đồ. Diêu Dũng mở ra nhìn, cả kinh nói: "Phù bảo." Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Bình. Lục Bình ngược lại cũng dứt khoát nói: "Nhặt được ở trên một tiểu đảo. Ta hoài nghi đó là trước kia khi hải xà yêu kích xác, Kiều gia nhị công tử Kiều Huy Ưng chưa kịp phát động đã bị rớt lại ở trên đảo." Tất cả mọi người đều than do vận khí tốt của Lục Bình. Chuyện này phát xuất ra chính là bắt đầu từ Hồ Lệ Lệ. Mọi chuyện mọi người cũng nghe kể qua hết, chẳng qua là không biết lúc ấy Lục Bình đang ở trên đảo chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi, chứ không phải là sau này hắn mới tới đảo. Hồ Lệ Lệ thâm ý sâu sắc, nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình biết Hồ Lệ Lệ sẽ hoài nghi nhưng bây giờ không phải là thời điểm so đo cái này, huống chi bản thân hắn ở trong chuyện này cũng không có ác ý gì. Ngược lại còn có lòng muốn cứu người, chẳng qua là về lương tâm mà nói, Lục Bình là đồng môn thì trước hết phải thông báo cho ba người Hồ Lệ Lệ mới phải. Cũng may là Bích Hải Linh và đã tới trước phá hỏng cục diện. Hồ Lệ Lệ ba người rút đi. Lục Bình không cần phải mang gánh nặng tâm lý, chỉ cần vãn hồi chút xíu áy náy trong lòng là được rồi. Huống chi Hồ Lệ Lệ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào là Lục Bình trước khi xảy ra chuyện đã có mặt tại đó. Nếu không sẽ không còn sống trước sự công kích của Bích Hải Linh xà. Nàng chỉ có thể cho rằng Lục Bình sau khi phát hiện hải vực gần Hoàng Ly đảo phát sinh dị thường nên đến đó tra xét, rồi mới gặp được món đồ tốt này. Trong này còn có một điểm trọng yếu nhất, đó là ai cũng không tin ngày hôm đó Bích Hải Linh xà chết, hơn nữa còn chết về tay Lục Bình. Mà lại cho rằng Kiều Huy Bằng đuổi giết con Bích Hải Linh xà kia, bao gồm bản thân Kiều Huy Bằng cũng có thể nghĩ như vậy. Chân Linh phái ở phía bắc của Huyền Kỳ đảo. Vì vậy trận pháp phong tỏa cũng bố trí ở phía bắc hải vực của Huyền Kỳ đảo. Bốn người Hồ Lệ Lệ cầm ẩn thân phù của Lục Bình đến một tiểu đảo cách Huyền Kỳ đảo không xa. Chờ thời gian dựa theo ước định, Lục Bình sẽ ở khoảng giữa nửa canh giờ trước đó đem truyền âm phát kiếm gửi đến bên trong Huyền Kỳ đảo, rồi đem kế hoạch của nhóm bọn hắn cặn kẽ báo cho tu sĩ trên đảo biết. Đến lúc đó thừa dịp lực chú ý của Huyền Linh phải bị truyền âm pháp kiếm của Lục Bình lôi kéo và phái tu sĩ đến tiểu trừ, thì tu sĩ trên đảo sẽ hướng ra bên ngoài phát động công kích để cho Huyền Linh phái lầm tưởng là tu sĩ trên Huyền Kỳ đảo muốn phá vòng vây. Như vậy sẽ sáng tạo cơ hội cho bọn bốn người Hồ Lệ Lệ. Lúc này Huyền Kỳ đảo bị một khối u lam hộ đảo đại trận bao vây. Bên ngoài đảo, Huyền Linh phái tu sĩ dùng các loại pháp khí hướng hộ đảo đại trận tiến hành công kích. Tu sĩ bên trong đảo cũng dựa vào đại trận làm cơ sở, dùng pháp khí trong tay ngắn chờ đòn công kích của Huyền Linh phái. Đồng thời họ cũng hy vọng sát thương tu sĩ của Huyền Linh phái. Trong lúc nhất thời trên không trung của Huyền Kỳ đảo, các loại pháp khí bay lượn đầy trời, giống như một cuộc triển lãm của các loại pháp khí vậy. Các pháp khí từ cấp thấp đến đỉnh cấp, thứ nào cũng có, khiến cho bốn người Hồ Lệ Lệ nhìn ngòm cả mặt. Thỉnh thoảng có một làn sóng cực kỳ lớn, tự dưng từ biển dâng lên cao cỡ mười mấy trượng, rồi nện xuống hộ đảo đại trận. Hoặc là có một cự thạch đột nhiên xuất hiện giữa không trung, phảng phất như vận thật từ thiên không vậy, hướng đại trận rơi xuống. Lại có một quả cầu lửa khổng lồ phảng phất như sao rơi từ trên trời, ở không trung, chia ra từng đảo ánh sáng, hướng về hộ đảo đại trận phóng tới. Vào những lúc này, trên Huyền Kỳ đảo thường thường phóng lên một đạo pháp thuật hoặc là một đầu ảnh to lớn của pháp khí.
đem những thứ pháp thuật của huyền linh phái hoặc là đầu ảnh của pháp khí ngăn trở ở bên ngoài hộ đảo đại trận. Đây chính là những đòn đấu pháp của đoán đan kỳ chân nhân rồi. Bọn Hồ Lệ Lệ nhìn hoa cả mắt. Tuy nhiên huyền linh phái đoán đan kỳ chân nhân chiếm ưu thế về số lượng. Vì vậy trên huyền kỳ đảo đoán đan kỳ chân nhân có lúc không kịp ngăn trở những đòn công kích của đối phương. Mỗi khi những đòn công kích này đánh trúng hộ đảo đại trận màu u lam lập tức rung chuyển, phảng phất như toàn bộ huyền kỳ đảo rung rinh vậy, khiến cho Hồ Lệ Lệ kinh hãi không thôi. Vào lúc này, một đạo kim quang dùng thế sấm không kịp bưng tay, từ phía tây thoáng qua chớp mắt đã xuyên qua hộ đảo đại trận của huyền kỳ đảo, khiến cho huyền linh phái tu sĩ một trận ồ lên. Huyền linh phái đoán đan chân nhân công thế phảng phất như dừng lại một chút, giống như họ đang thương lượng cái gì đó. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, năm tu sĩ thoát ly khỏi đội hình công kích của huyền linh phái, hướng về phía truyền âm pháp kiếm bay đi. Lại có hai truyền âm pháp kiếm từ đội ngũ huyền linh phái truyền ra. Một bay về hướng nam, một bay về hướng tây bắc, giống như là thông báo cho hai đội ngũ siêu tầm vậy. Cơ hội đã tới, đám người Hồ Lệ Lệ giờ khắc này đột nhiên cảm giác hưng phấn khó hiểu. Họ cũng đồng thời nhìn về phía huyền linh phái tu sĩ, đuổi theo Lục Bình mà lo lắng không thôi. Trong nháy mắt, nửa canh giờ qua đi. Hai bên tranh đấu phảng phất đều không hề để ý tình huống phát sinh dựa theo tiết tấu trước đó mà tiến hành công kích và phòng ngự. Chẳng qua là huyền linh phái dung huyết kỳ tu sĩ thế công đã bớt đi một ít. Chính vào lúc này, bên trong huyền kỳ đảo, một trận cười dài truyền tới. Lão cho Phùng Hư Đảo, xem ngươi và một đám binh tôm tướng cá của ngươi ở chỗ này biểu diễn 3-4 ngày thật là nhàm chán. Nói không chừng đại gia của ngươi là ta đây, muốn đi ra ngoài giáo huấn cho ngươi một chút đấy à. Trong đội ngũ của huyền linh phải có một lão giả cao gầy cất một trận cười lạnh, nói: ta đang cố đoán xem chân linh phái ở huyền kỳ đảo này ẩn giấu tên khốn kiếp nào, không ngờ lại là Khương Huyền Lâm nhà ngươi. Thật là khiến người ta thất vọng quá. Trong huyền kỳ đảo, một giọng nói giống như bốc hóa truyền tới. Nói nhiều vô ích, chúng ta dưới tay thấy mặt thật đi thôi. Chính là khúc chân nhân trước đó chú đóng huyền kỳ đảo. Huyền linh phái Phùng Hư Đảo bên cạnh có một tu sĩ cất tiếng nói. Khúc Huyền Thành, lão bất tử nhà ngươi hôm nay ta sẽ khiến cho nhà người chết không chỗ chôn. Lúc bấy giờ bên trong đảo lại vang lên một âm thanh, nói: Hư Thủy chân nhân, lời này quả là nói quá rồi. Đừng có khẩu suất cuồng ngôn, cuối cùng tự mình bạt tay mình. Giọng nói này Hồ Lệ Lệ nghe rất quen thuộc. Chính là Huyền Dung chân nhân của chân linh biệt viện. Quả nhiên một giọng nữ bên phía huyền linh phái cất lên. Huyền Dung lão nhi, người không ở chân linh phái làm tiên sinh giải sách, chạy tới đây hiểm sống quá dài hay sao? Lúc này, Khương Huyền Lâm chân nhân ở trên huyền kỳ đảo mở lời trước hết, bấy giờ quát to. Nếu đã như vậy chúng ta hãy phân cao thấp cho rồi. Dứt lời ở giữa huyền kỳ đảo bay lên năm đạo pháp khí đầu ảnh cực lớn. Năm vị trí đảo chân nhân ở huyền kỳ đảo được pháp khí bảo hộ, liền bay ra khỏi hộ đảo đại trận. Ở bên huyền linh phái có 7 chân nhân bay lên trời, hướng năm chân nhân của huyền linh phái lướt tới. Ngay vào lúc này bên trong huyền kỳ đảo lại có một đội tu sĩ từ bên trong tuôn ra, hướng phía bắc huyền kỳ đảo đánh tới. Người cầm đầu chính là Lưu Tiên Trưởng. Lưu Tiên Trưởng trong tay có một thanh thượng phẩm pháp khí tuyên hoa phủ múa tích cho gió nổi, nước lên. Giống như là mở núi dọn sống vậy. Hiển nhiên là cao thủ đã lĩnh ngộ thế cảnh, đem hai cao thủ dung huyết hậu kỳ của huyền linh phái trước mặt đánh lui liên tiếp. Tu sĩ ở sau lưng Lưu Tiên Trưởng cũng ra sức hướng về phía trước. Phùng Hư Đạo của huyền linh phái cười ha ha, nói: Khương Huyền Lâm, người cho là ta không nhìn thấu chân linh phái của người ra sao hay sao? Những thứ dương đông kích tây cũ kỳ này, lão phu đã sớm nhìn chán rồi. A, không ổn, ở chỗ phong tỏa pháp trận có người. Phùng Hư Đạo đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc đã diễn ra chuyện gì. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ nhìn thấy phong tỏa pháp trận ở phía bắc huyền kỳ đảo chợt lóe lên một cây kim quang hương bắn ra, hướng phong tỏa pháp trận đâm xuống. Đồng thời còn có mấy đạo pháp khí tầm thường bám theo đoàn thương, công kích các điểm quan trọng của pháp trận. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng. Pháp trận phong tỏa truyền tống trận lập tức bể nát.
thôi dừng ở đây nha các bạn, hẹn các bạn tập tiếp theo.